Thì tôi nói thực sự thế này là chiến tranh, tôi đi rất nhiều anh em cùng trang lửa với tôi cùng vào, trước sau cùng vào. Nhưng bây giờ anh em nằm lại, tôi về. Tôi về lại với lại gia đình, với cây đa giếng nước ở quê nhà, với bố của tôi, mẹ tôi, với anh tôi, chị tôi, em tôi. Thế bạn bè tôi nằm lại đấy. Cho nên là tôi, khi bạn bè tôi nằm lại đó thì đồng bào Quảng Trị lại nằm chính trong lòng đất của đồng bào Quảng Trị. Tất nhiên là những liệt sĩ khác của những địa phương khác cũng vậy thôi. Thế nhưng mà với tôi là bởi vì tôi chiến đấu Quảng Trị thì tôi chỉ rõ ràng là tôi gần gũi hơn. Thì tôi bảo là ở đồng bào Quảng Trị đối với tôi như thế. Cho nên là đồng bào Quảng Trị không những là họ nghèo như vậy, họ ngày xưa là cùng kề vai sát cánh với anh em chúng tôi đi đánh giặc ngoại xâm để cứu nước. Thì bây giờ họ lại tiếp tục trong vượt lên đói nghèo như vậy để là tiếp tục nuôi giữ cái bát hương cho anh em đồng đội tôi. Và họ làm rất là chú đáo những cái chuyện như thế này. Tất nhiên là đồng bào Quảng Trị bây giờ, nếu như ai đã từng về Quảng Trị, chỉ cần là tôi đã đưa rất nhiều những thân nhân liệt sĩ về Quảng Trị để tìm cha, tìm anh, và đều được là đồng bào Quảng Trị, dù họ rất lạ thôi nhưng họ tiếp đón, họ coi như người nhà. Họ tổ chức những bữa cơm, bảo thôi thì không, chưa tìm được bố cháu thì cháu cứ ở đây ăn với lại ông bà đấy bữa cơm, coi như là đã ăn cùng với bố cháu ở đây rồi, bởi vì bố cháu hy sinh ở đây. Thì nó như thế đấy. Thế là cái tình cảm của người Quảng Trị là, cho nên có một lần mọi người, có một đồng chí lãnh đạo địa phương ấy ở nơi khác về, họ tăng cường cho địa phương Quảng Trị, họ lãnh đạo địa phương, có một lần là tổ chức một cái lễ hội, thì đồng chí này có hỏi tôi một cái câu thế này là anh thường xuyên về Quảng Trị, anh thấy Quảng Trị có đổi khác gì nhiều không? Thì ý của đồng chí này là thế này, là từ ngày đồng chí về thay nhiệm kỳ ấy là thấy phát triển như thế nào. Nhưng bây giờ nó thực sự thế này, nếu mà bảo không ấy, thì rất là tội cho Quảng Trị. Thực ra là cái không này nếu phải giải thích ra thì rất là nhiều lý do, mà những lý do đó xót xa lắm, mà rất là đáng để mà mọi người phải chiêm ngẫm, phải ngẫm. Thế nhưng mà bây giờ bảo có thì lại không ổn. Thế là tôi phải trả lời, tôi mượn chính cái tình người Quảng Trị, cái nhân cách người Quảng Trị, cái tình người Quảng Trị, tôi nói, tôi trả lời. Tôi bảo Quảng Trị như tấm lòng người Quảng Trị, tức là trước sau như một. Tức là tôi chỉ trả lời rất ngắn gọn thôi. Dạ vâng, tôi thấy đúng là Quảng Trị, tôi bao nhiêu lần tôi về, Quảng Trị vẫn như tấm lòng người Quảng Trị. Tức là không có thay đổi. Không thay đổi gì. Nhưng tấm lòng người Quảng Trị không thay đổi thì nó khác. Dạ. Còn cái vật đổi sao rời mà không thay đổi nó lại khác. Dạ. Nhưng mà tôi tin rằng cái mà không thể khác được của Quảng Trị đó sẽ làm cho Quảng Trị sẽ khác đi. Dạ. Nếu như có cái sự hỗ trợ, có sự giúp sức của trung lưng đấu cật của những đồng bào cả nước này. Dạ. Rất cảm ơn anh. Trong câu chuyện anh chia sẻ thì cái hội đồng hương Quảng Trị của anh ở Nha Trang là có cả những người ở phía bên kia. Ở đây thì thế này, tức là cái hội đồng hương Quảng Trị, tôi thì là chủ tịch hội đồng hương Quảng Trị ở Vĩnh Linh, Quảng Trị thôi. Yeah. Bởi vì tôi chọn đó, bởi vì tôi tránh bớt cái hội đồng hương Quảng Trị. Tôi thường là tôi không nhận, tôi chỉ bảo là các bác làm thì em giúp, nhưng mà em đứng sau cho. Nhưng còn có một điều thì xin các bác là tế nhị cho một chút, cho em được đứng sau, bởi vì nếu mỗi lần em làm cái gì các bác lại cứ, bởi vì qua Vĩnh Linh là họ khác, tức là nó thuần hơn. Còn riêng cái mở rộng ra là hội đồng hương Quảng Trị thì nó có phía bên nọ, phía bên kia. Và như tôi nói đấy, tức là ngay cả phía bên kia, không phải là những người họ đi phía bên kia họ đều là cuồng sát, họ đều là dắp tâm thế. Có những người phải nói thế này, là có rất nhiều người họ cứ ngộ nhận họ đi lính chỉ để là vì yêu nước thôi, yêu là không muốn để cho là phía nọ phía kia xâm lược miền Nam này lại. Thế là họ nhầm lẫn như thế. Thế thì mình ở đây rất tế nhị chút là khi đã gặp đồng hương thì mình tạo nên một cái tức là mình tạo nên một cái không khí ấm cúng của những người đồng quê, và cái tấm lòng của những người trong một quê hương đó là cái cụ thể nói riêng, và trong một cái đất nước Việt Nam này là nói chung, thì để cho người ta gần gũi lại với nhau, thì làm gác lại những cái thứ mà không đáng có. Đấy, trong cái gọi là cái biến cố của lịch sử nó không đáng có. Cho nên nhiều khi mà các cụ đến lại tự nhiên giới thiệu với lại bà con cô bác nhé, hôm nay là anh Lê Ba Dương là coi như là
một trong những dụng sĩ diệt Mỹ diệt Ngụy, thế nọ kia là diệt được bao nhiêu Ngụy là diệt được người. Thế là tự nhiên các cụ ngồi trên này thì điều đó rất là khó, rất là khó xử. Cho nên là tôi bảo thôi đừng thế. Và chính vì lẽ đó mà tôi không nhận cái là tham gia vào cái thường trực của hội chung của Quảng Trị, nhưng mà tôi coi như là không tham gia vào cái ban điều hành đấy, nhưng tôi vẫn coi như tôi là người có trách nhiệm cùng đứng đằng sau cái ban đó. Giả dụ như đi giao lưu chỗ nọ chỗ kia rồi này khác, là làm cái việc này việc khác, thì tôi vẫn sáng sải, tôi làm y như một người Quảng Trị bình thường. Thế thì những cái chi tiết đó là nó thực sự là này, đây là một cái tồn tại của lịch sử. Mà tồn tại của lịch sử đó là nó có rất nhiều nguyên cớ, nhưng không thể tất cả đều gói chung thành một gói được. Đấy. Trong cái gói đó có thể có nếp, có thể có tẻ, có thể có sạn. Nhưng mà ăn thì phải biết chừa sạn. Cho nên đặc biệt là với con người thì cái điều đó nó hết sức tế nhị. Cho nên là... Đấy là về cá nhân của anh với quan điểm như thế, nhưng mà thực tế thì nó vẫn hiện hữu là trong cái hội đồng hương đấy là cũng có người ở phía bên này và người phía bên kia, thì cái quan hệ của đồng hương nó có lớn vượt lên trên được không? Hơn chứ. Dạ. Tức là đến đó chính vì cái lẽ đó mà những cái cách ứng xử của những người trong cuộc ấy. Dạ. Còn khi mà ở ngoài cuộc người ta có thể thế này thế kia, thì cái đó tôi có thể tùy theo ngữ cảnh từng người, điều kiện từng người một, và cái thái độ hành vi của mỗi người nó sẽ khác đi. Dạ. Nhưng mà còn trong cái hoạt động đồng hương mỗi lần ngồi lại với nhau thì nó gắn kết. Nhưng mà nó thực sự tôi đã chứng kiến một vài lần một vài bác lỡ miệng thôi. Dạ. Thì nó tạo nên một cái thoáng buồn. Dạ, dạ. Ở trong cái cuộc này. Dạ. Buồn thôi chứ họ không phản ứng gì nhiều. Dạ, dạ. Nhưng còn lại thì nó thực sự cái phản ứng hiện nay ấy, thì không phải là đồng bào ở đấy phản ứng. Dạ. Đồng bào đang ở đấy phản ứng. Dạ. Họ cũng không ấy đâu. Nhưng chỉ có một cái đám mà ở ngồi ở đây ở đó là người ta phản ứng theo cái kiểu đó. Hoặc là có thể có những người, thậm chí có những người họ chả liên quan gì đến cái chế độ phía bên kia cả. Dạ. Họ đứng phía bên này nhưng mà do một cái điều kiện nào đó họ bất mãn, họ ấy thì họ nói. Chứ còn thực ra chỉ những người trong cuộc này, tôi nói hiện nay là trong cái cuộc mà đối với tôi đang nói là có những cái người mà họ trong trên cái trang Facebook của tôi ấy, có mấy sĩ quan loại cấp cao đấy, cấp tướng của phía bên kia, tức là bạn Facebook. Và, thế nhưng mà chúng tôi giao ước với nhau rằng chúng ta chỉ biết như thế thôi và tôn trọng nhau. Tôi thì tôi bảo là thực ra là chúng ta tôn trọng cái sự khác biệt về mặt ý thức, khác biệt. Nhưng mà không thể đồng hóa cái sự ý thức đó, bởi vì chúng ta chỉ tôn trọng thôi. Anh nói là canh cướp bất tự do chúng tôi, nhưng mà cái cướp bắt chúng tôi phải theo canh, canh chính canh cướp chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cướp canh. Thế thì chính những người đó thì họ chủ động, họ làm quen và họ nói thẳng, họ bảo tôi có một đêm khuya lắm rồi. Thì họ nói chuyện tôi gần tiếng ấy. Thì nói chuyện qua điện thoại, họ nói chuyện xong họ bảo thực ra nếu cộng sản cứ như ông thì chúng tôi cũng là cộng sản, cũng sẽ là cộng sản. Thế thì thực ra mình cho đó là một điều, mình chả làm cái gì to tát cả, nhưng mà những cái điều bình thường ấy, tôi nói tôi cũng chẳng phải quan chức gì, cũng không phải là một cái gọi là cái nhân vật gì gọi là nó nổi tiếng sang trọng gì cả. Nó tôi chỉ là một cái người bình thường sống với cái một cái ý thức rằng là mình được sống thay cho đồng đội. Thì thế thì tôi nói là một cái câu chuyện này, nhắc lại một câu chuyện là hồi ở đi chống bão lụt thì địa bàn của tôi là từ Bình Định vào, nhưng mà tôi lại quyết định là tôi vượt ra tận Quảng Trị. Thì trên đường đi ra Quảng Trị tôi về đến ở Duy Xuyên. Thì về Duy Xuyên thì vào tự nhiên thấy có một gia đình người ta làm một cái trên cái bàn thờ treo lơ lửng buộc bốn cái sợi dây treo lên này, dưới này là nước. Thì bàn thờ đó có hai cái di ảnh thì họ trùm cái khăn lại, một cái di ảnh thì để chân. Thì di ảnh để chân thì có một chân dung một người đội mũ tai bèo. Thế còn tôi bảo ủa chứ cái kia là sao lại phải để cái khăn lại, hay là chỉ đây là cái bài vị thôi. Thì bà má nhà bà bảo là đây là thằng hai nó đi lính ngụy, tức bà dùng từ ngụy thôi. Ừ. Trong này họ vẫn dùng từ ngụy. Họ dùng từ ngụy thôi. Dạ.
những gia đình họ vào nó đi linh ngụy thôi thì để đó cũng mà để không có cái ảnh nào thay cả, thôi cứ để đó, nhưng mà thôi để lại chứ để nó cũng ba chung cứ ở nó dị, để ra cứ hai cái như nhau dị bảo không, mà cứ mở ra đi, mà mở thì nghĩa tử nghĩa tận ở trong nhà má thì má cứ mở đó là con má. Còn tất nhiên là ở trong một cái bàn thờ chung thì không thể, nhưng đây là cái bàn thờ của gia đình thì đây là con má thì má cứ để. Thì lúc đấy là bạn bè tôi mới gọi ra bảo là thôi đi ra để đi lên Mỹ Sơn đấy, đi ra để lên Mỹ Sơn đấy, tức là lên cái chỗ cái khu quần thể tháp ấy. Thế thì tôi bước ra thì tôi quay lại tôi đọc hai câu thôi: thằng cả thằng hai cũng là con mẹ, nên nén hương lòng sợi khói cũng sẻ làm hai. Thế là tình cờ thế nào lại trong đó có người nghe được, rồi sau này họ sang họ biết bằng cách con đường in ấn như thế nào đó, rồi công khai thế nào đó. Thế là những người ở phía bên kia họ ở bên kia họ đọc được, họ bằng tìm cách họ tìm được cái điện thoại của tôi, họ gọi. Thế điều rất đặc biệt là tôi rất dễ tìm, bởi vì lên mạng cái gõ Lê Văn Dương ra thì có thể tìm được cả địa chỉ số nhà, tôi trả dấu rồi tìm được cả điện thoại. Thế họ gọi điện về, họ mới nói lại câu chuyện đấy. Họ bảo là đúng là đọc bốn câu thơ của ông thì chúng tôi đã thấy rất thấm thía rồi, tức là không có tiếng súng, bốn câu thơ không hề có tiếng súng, không có cái sự đâm chém giết chóc, nhưng nó đau đến tận cùng của nỗi đau. Nhưng khi đọc hai câu thơ này của ông, chúng tôi thấy cái sự rạch ròi, đau nhưng mà lại rất rạch ròi. Nhưng chỉ còn điều, còn một thứ tôi thắc mắc là tại sao ông lại dùng thằng cả thằng hai, bởi vì trong Nam này không có thằng cả. Thế tôi mới bảo là thực ra tôi viết là thằng cả thằng hai cũng không có nghĩa rằng là con của má là người miền Nam. Thế nhưng mà ở đây tôi muốn nói ở cái này, thằng cả chính là tôi nói thay cho một người miền Bắc, thằng hai là chính là người miền Nam. Thằng hai với thằng cả của cả hai miền như nhau. Thằng hai ở trong Nam này thay cho thằng cả, thằng cả miền Bắc lại là thằng hai miền Nam, chứ không phải là theo cái dạng anh em theo cái kiểu bề trên bề dưới nữa. Nó có một cái ý như thế nữa, nó làm câu chuyện không phải của một gia đình, nó là câu chuyện của cả một cái dân tộc này. Nhưng cái vị thế, đừng có nghĩ rằng là thằng anh đàn áp thằng em phải thế nọ kia. Thằng cả đây ấy, là cách gọi miền Bắc, không có từ thằng hai, thằng cả. Nhưng mà cách nhún nhường của người miền Nam là sau khi vào miền Nam này rồi ấy, thì rõ ràng là thằng cả cử thằng em đi. Ở ngoài Bắc là đưa trong một gia đình chia ra để đưa vào Nam để tiếp tục là mở cõi vào phương Nam này, thì đưa người em vào. Thằng anh ở nhà lo chăm mồ mả tổ tiên ông bà. Nhưng đến khi đến một cái cách, theo một cách nghĩ nào đó, thì thằng cả với cái vị trí của thằng cả, vị thế thằng cả như thế, thế nhưng mà với trách nhiệm thằng cả như thế thì cũng ngang với trách nhiệm của thằng hai ở trong này đối với lại những cái gia đình cụ thể, đối với vận mệnh đất nước này nó cũng thế thôi. Tức là thằng cả thằng hai cũng là con mẹ, chứ tôi không phải là viết để cho nó vần với thơ, mà nó có một cái ý như vậy nữa. Bởi vì này, có những câu chuyện mình viết bằng cái lối viết thông thường có thể 5-7 trang chưa hết, chưa nói được hết ý. Nhưng đôi khi thơ chỉ cần vài câu thôi. Thơ là một cái thứ nó rất phổ nghĩa, chỉ vài câu nó nói đủ. Đấy là cái cách như thế. Cho nên chính vì vậy mà có thể nói là trong một cái cuộc chiến là như thế này, người ta cứ bảo là giữa người này người kia, rồi phía bên này phía bên kia, có thể người ta cầm súng vì lý do này, vì lý do khác, trong đó không loại trừ cả cái lý do rằng người ta ngộ nhận và người ta coi như cái việc cầm súng đó để là làm một cái việc hữu ích, vì cái tấm lòng yêu nước, xuất phát từ tấm lòng yêu nước, muốn bảo vệ đất nước khỏi là gọi là xâm lược của, theo cái cách nghĩ của họ là của Việt Cộng, là của miền Bắc này, là loại thế. Họ nghĩ như thế. Thế thì mình cứ gạn cái sự sai lầm sang một bên, gác nó sang một phía. Mình giữ lại cái sự trong trẻo của cái ý thức, là ý thức vì Tổ quốc. Rất là cảm ơn anh. Mặc dù ban đầu thì anh cũng rất là dứt khoát
cũng rất dứt khoát, rất kiên quyết trong vấn đề xác định đâu là ngụy và đâu là chính. Nhưng trong quan hệ trong thời bình thì lại rất nhân văn và cũng rất là, em cho là một cái mà chỉ những người cộng sản thật sự mới có được, đó là cái hòa hợp dân tộc. Nó được thể hiện được ở cái chỗ thằng cả thằng hai cũng là con mẹ. Vâng, câu chuyện với anh thì thời gian cũng kéo dài một cái khoảng thời gian nhất định, nhưng mà quả thật là em ngồi nghe thấy cũng rất là thấm thía, và hy vọng rằng các khán giả của Uyên Uyên Việt Nam cũng có cùng chung một cái cảm xúc như em. Ban đầu thì với 4 câu thơ, và chúng ta nghĩ là sẽ chỉ quanh trong câu chuyện của 4 câu thơ với cảm xúc của người làm thơ, nhưng anh em mình đã đi tới cả những cuộc chiến, tới cả những câu chuyện của thời hiện đại, và rất là nhiều vấn đề xuất phát từ 4 câu thơ. Thì như anh nói đấy, tức là có thể viết rất dài nhưng mà chưa chắc đã nói được bằng nhiều, chưa chắc đã phổ được bằng chỉ một vài câu thơ thôi. Và với những cái câu mà rất là ngắn như của anh, một những cái bài thơ rất ngắn chỉ với 2 câu, và có lẽ là anh là đại diện cho thể loại bài thơ 2 câu. Vì em thấy rất là nhiều những cái bài thơ 2 câu. Nếu như bây giờ để nói một cách vắn tắt theo cách của anh về cái buổi nói chuyện hôm nay với khán giả của Uyên Uyên Việt Nam, với cái thế hệ kế tiếp anh em mình, cũng như là với những người cùng thế hệ mà đồng đội của anh đang còn sống, nói như anh nói là sống cả phần của những người đã nằm xuống, thì trong đấy cũng có những người như em, tuy không phải là đồng đội của anh, không cùng trang lứa với anh, nhưng em cũng có cảm giác rằng mình cũng đang sống phần của những người đã nằm xuống. Thì anh sẽ gửi gắm điều gì thưa anh? Trước khi tôi nói một cái điều như thế, có lẽ là phải nói cái này nó kỹ một chút, nếu không là nó sẽ trở thành, nó sẽ sai nghĩa. Dạ. Là cái khái niệm hòa hợp. Dạ. Bạn vừa nhắc lại một cái gọi là cái hai cái từ là hòa hợp. Dạ. Thực ra là chính cái từ hòa hợp này mà nhiều người đang ngộ nhận nó. Dạ. Đang ngộ nhận nó. Dạ. Và là thực ra này, ngay cả bây giờ là hòa hợp như thế nào. Dạ. Năm 1975 khi giải phóng miền Nam, ai cũng nghĩ rằng là phía miền Bắc vào, quân giải phóng vào, rồi quân Bắc Việt vào, sẽ có một cuộc tắm máu, rồi là sẽ giết chóc thế nọ thế kia. Dạ. Nhưng trên thực tế thế này, là đối phương ấy, không những không tắm máu. Dạ. Mà rất dễ dãi cơ. Tức là họ lên, họ đến, họ giơ tay, họ hàng thì bảo không, không cần phải trình diện gì cả, bây giờ là các bạn cứ về lại địa phương đi, buông súng xuống, cởi áo ra, thay đồ đi, buông súng xuống, bỏ vũ khí xuống, về lại địa phương, trình diện với địa phương. Dạ. Không ai bắt bớ, không ai chém giết gì cả. Dạ. Thì cái đó đã là một cái sự, bây giờ là dùng cái từ hòa hợp thì nó quá rộng và dạ. Mà nó dễ nó ngộ nhận. Dạ. Nhưng phải dùng cái từ này, đó là một sự tha thứ. Dạ. Anh vừa đấm chém tôi xong đấy. Dạ. Thậm chí anh mà bắt được tôi ấy, là giả dụ như bạn tôi là anh Đào Minh Chí, anh bị tụi cho nó bắt rồi nó chỉ khai thác không được, hôm nay nó khai thác không được nó xẻo một cái bắp tay, mai nó khai thác được nó móc lên một mắt. Bây giờ người anh là tất cả là đều bị cắt từng cái bắp thịt một. Hiện nay anh ở chợ Thái Hòa ở quê tôi đấy, tức là ngồi địa phương người ta bố trí cho anh một cái chỗ để mà, tức là chân tay là nó bị nó làm sạch. Thế bây giờ là anh gọi là thương binh nhà nước nuôi, mà sau này một cô giáo lấy anh ấy, thì coi nhà nước nuôi luôn cả cô giáo đó, cấp luôn cả lương cho cô giáo, coi như là một người phục vụ, thay cho người phục vụ. Thế thì một đối phương như thế mà đến lúc mà bọn tôi vào, mà khi mà giải phóng được rồi ấy, thì không có cái chuyện là cứ bắn thẳng vào mặt nhau, mà phải dùng chính xác là tha thứ. Dạ. Tha thứ, chúng tôi gác cái chuyện lại, nhầm lẫn thế nọ thế kia, lại cái sự hung hăng của anh lại tôi gác hết. Bây giờ canh là trở là cái kẻ mà bây giờ là buông súng rồi, là chúng tôi tha thứ. Dạ. Canh cứ về đi, rồi xong là trình diện ra. Anh nào mà thuộc dạng mà là lại có thâm căn cố đế ở trong cái chế độ cũ, cái chính quyền giả đấy, chính quyền ngụy đấy, thì đưa đi cải tạo bao nhiêu năm. Cải tạo không có nghĩa là đi đày ải.
anh em bọn tôi phải đi tự tăng gia để sống, bo bo ăn, bo bo ăn sắn, các anh đi vào trong trại các anh cũng phải tự lao động mà sống. Thế thì đừng nói đó là cuộc đi đày ải, mà đây là sự cải tạo thông qua con đường lao động rồi con đường học tập, biết được rõ tại sao là thế này, tại sao thế kia, để thay đổi cái ý thức hệ của các anh, cách nhìn đúng đắn về cái chế độ này đi. Còn bây giờ ấy, là các anh được nuông chiều, được tha thứ rồi, các anh lại không thích làm những cái việc như thế, các anh có những cái tham vọng lớn hơn, phải được là nhận lương cao, bổng lộc nọ kia. Nếu như chính quyền cũ còn, thế lực kia còn, cái chế độ Ngụy nó còn, thì Mỹ nó tài trợ cho thì tiền lương này khác cao đạo, anh chạy đi rồi bắt đầu anh quay lại, anh cứ bảo là đòi phải hòa hợp. Xin lỗi, cái khái niệm hòa hợp phải được hiểu một cách nó thật đúng. Nó chỉ đây là một sự tha thứ trong một cái vị thế của một cái người là lầm lộn, người là đàn anh, người hay nói là về phía người mà là hoàn thành cái sứ mạng của dân tộc này, chiến thắng được cái thế lực này, người ta tha thứ và người ta tạo điều kiện cho anh trở lại với cộng đồng này, nhưng trở lại với một cái tâm thế là anh, chính anh mới là phải người lại hòa hợp lại với chúng tôi. Chúng tôi không có cái nghĩa vụ phải đi hòa hợp với canh. Canh là cứ hòa hợp theo ý của canh, là cứ phải theo cái chế độ nọ, phải theo chế độ kia. Canh phải thừa nhận cái chế độ này, phải thừa nhận chế độ kia, không có chuyện đó. Mà canh phải quay lại, chúng tôi tha thứ cho anh để anh tạo điều kiện cho anh học tập, anh ăn uống, anh lao động, anh cải tạo đi, để làm thành một con người của nước Việt Nam thống nhất. Trở lại anh hòa hợp với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi hòa hợp với canh. Nói trắng ra là như thế. Chúng tôi tha thứ cho anh, tạo điều kiện anh như thế. Đây là để nói một cái mà cho nó rành mạch là như vậy. Chứ nếu không là người ta cứ nhầm lẫn rồi lại bảo là phải thế này thì phải kia, là chính quyền này là chưa chắc chính quyền nào đã là chính nghĩa là nguy hiểm. Nếu hòa hợp thì bảo là anh hòa hợp, anh buộc tôi phải hòa hợp với anh, có nghĩa là tôi phải, nó không đúng. Không thế, được ra điều kiện. Không được ra điều kiện đấy. Mà nói đúng ra là không phải là chúng tôi là theo cái cách ngôn ngữ bảo là kẻ thắng cuộc là muốn nói gì thì nói, không phải, nói nó phải có nghĩa. Dạ. Nó phải có từ một cái căn gốc của nó, phải đúng nghĩa, đúng thì người ta nghe, nói phải của cải ta nghe chứ. Dạ. Chứ không phải là cứ hệ thắng cho nên cứ làm ở trong cái thế đó, muốn nói gì nói, buộc ai làm gì làm đâu, rõ ràng là nó như thế. Thế còn cũng từ cái câu chuyện này thì mình muốn thế này, tức là chỉ muốn tất cả trong một cái bối cảnh xã hội, thì đã là xã hội thì nó có rất nhiều chiều, có rất nhiều chiều, và những chiều đó nó thuộc về cái gọi là cái gọi là cái thiên biến của lịch sử, thiên biến của cái điều kiện xã hội rồi của lịch sử, thì nó sẽ làm cho con người ta có nhiều cái cách nhìn, cách tiếp cận khác và cách nhìn khác. Thì chỉ mong được rằng tất cả các cái thế hệ sau này, các bạn hãy sống điềm tĩnh, hãy nhìn vào các cái sự kiện xã hội rồi các vấn đề xã hội một cách điềm tĩnh, để có cách lý giải tốt nhất, trên tinh thần là trước hết là nhân văn, phải rất nhân văn, phải người đã. Chứ còn nếu chỉ nhìn theo cái cách là cứ phản ứng theo cái kiểu là gặp đâu sâu đó, rồi cứ nhìn thấy cái sự vật mà không nhìn thấy bản chất sự vật, rồi cứ thế là phản theo cái cách của mình, thì nó sẽ bị méo mó lên qua những cái lăng kính của góc nhìn riêng của mình. Thì cho nên là cái chúng ta giống nhau ở các thế hệ với nhau, chúng ta giống nhau ở một chỗ là chúng ta đều nhìn sự vật, ai cũng nhìn, đó là sự giống nhau. Nhưng cái thấy hoàn toàn khác nhau, tùy theo tâm thế của mỗi người. Anh có thể tặng hai câu thơ được không? thực ra thì nói thì nó dài. Thế nhưng mà đúng ra là nếu mà viết thơ thì nó ngắn. Thế nhưng mà thực ra tôi đã có viết cái này rồi, tự nhiên ngồi đây lại không.
Thế thì đây là tôi nói ví dụ như là một một cái câu chuyện thôi, lấy mượn cái ý này để nói thôi. Tức là cũng là cái bão lũ. Thế nhưng mà bão lũ về thì cái nhìn cái dòng sông Thạch Hãn nó không còn xanh, tự nhiên nó đỏ lên. Nó đỏ lên. Rồi thì tự nhiên là nó mình nhìn thấy cái dòng sông nó đỏ như vậy thì mọi người có thể nhìn theo một cái cách là nó là ở trạng thái khác. Đó là mọi người nhìn thì dòng sông đã về thì coi như phù sa thì nó về thì nó đỏ. Thế nhưng mà tôi thì tôi nhìn thì tôi cảm thấy là bởi vì đồng đội tôi không phải chỉ chết ở dòng sông Thạch Hãn đâu, ở khắp đầu suối cuối đồi. Thế, cho nên là đến lúc mà cái dòng sông mà khi mà mùa lũ về thì tất cả cái phù sa của các cái đồi núi đó nó theo suối nó xuống, nó hụt vào dòng sông, nó chảy về, nó đỏ lên như máu của người lính vậy. Thế tôi lại nhìn theo cái cách như vậy. Thì cho nên là chính vì vậy mà mỗi người sẽ có một cách nhìn, nhưng mà tôi cho rằng cách nhìn đấy là một cách nhìn mà tôi nói rất thực, không phải là của đồng đội tôi nữa, của đồng bào tôi nữa, bao nhiêu người nằm lại trên rừng trên núi thế. Mỗi trong cái dòng phù sa của bất cứ một dòng sông nào cũng có những cái dòng phù sa nó bồi đắp từ chính con người. Và như vậy là câu chuyện của chúng tôi đến đây thì tạm dừng. Và tôi cũng rất là muốn có một dịp nghe nhà thơ của chúng ta kể về thành cổ, chỉ những trận chiến ở thành cổ mà thôi. Riêng hôm nay vì bắt đầu bằng 4 câu thơ và chúng ta đi cũng khá là nhiều chủ đề, mà ở bất cứ chủ đề nào thì tôi cũng nhìn thấy một cái góc nhìn rất tích cực, một cái góc nhìn rất biện chứng, nói một cách nó câu chữ hơn một chút. Và hy vọng là các bạn cũng như tôi, mặc dù tôi rất là muốn được nhà thơ tặng 2 câu thơ nhưng mà hình như anh chưa sẵn sàng. Và cũng xin chia sẻ là cái buổi phỏng vấn hôm nay của chúng tôi cũng hoàn toàn không được định trước, và tôi gặp nhà thơ cũng rất là đột xuất, vì quả thực là tôi không hề biết là nhà thơ Lê Bá Dương sinh sống tại Nha Trang. Tôi cứ nghĩ là anh ở Quảng Trị, một cái sự nhầm lẫn rất là dễ thương. Nhưng vì một cái duyên, cũng như là tôi hay nói, các cuộc gặp gỡ với Uyên Minh Việt Nam đều là kỳ duyên. Và chúng tôi đã có duyên, đây là lần thứ 2 gặp nhau rồi đấy. Sáng nay chúng tôi ngồi cà phê rồi. Chỉ có thể mượn ngay chính mấy câu này thôi, dạ. Tức là nói về tôi thôi, dạ. Tức là người ta sao mặc người ta, dạ. Riêng tôi vẫn mãi cứ là Dương thôi, dạ. Ngẩng đầu sống giữa cuộc đời, nuôi câu ân nghĩa, giữ lời thủy chung. Rất cảm ơn anh. Câu thơ của anh Dương vừa đọc thì mặc dù là nói về Dương thôi, nhưng mà tôi nghe sao mà cũng giống, rất là giống tâm trạng của tôi, và cũng rất giống như cái phương châm mục đích mà chúng tôi đang thực hiện. Rất là cảm ơn anh Dương. Hy vọng là các bạn theo dõi chương trình này có nhiều cảm xúc như tôi vừa trải qua. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Em rất là hy vọng là sẽ được có một cái buổi nữa, có duyên thì anh em mình lại ngồi với nhau để tìm hiểu về thành cổ. Bởi vì Uyên Minh Việt Nam thì cũng đang rất là một trong những cái dự án mà chúng em dự định, đó chính là thành cổ. Thành cổ là một cái chiến dịch mà rất oai hùng, có thể gọi là bi tráng, nhưng mà đồng thời cũng đang bị xuyên tạc và bị nhìn nhận một cách nó không còn đúng với cái bản chất của vấn đề. Cho nên là chúng em có dự định là sẽ tìm hiểu về cái chiến dịch này, và hy vọng là anh sẽ có một cái thời gian để anh suy nghĩ và góp cùng với chúng em làm sống lại, vẽ lại cái bức tranh trung thực trận chiến xảy ra tại thành cổ Quảng Trị. Và chương trình của anh em mình, em một lần nữa cảm ơn anh.